Thì có bố ra ngoài kia đấy, đang chịu quay này. Ô cho bố hỏi. Thế con đội mũ bảo hiểm để làm gì? Để cho nó an toàn. Cho nó an toàn. Thế nếu mà không đội mũ bảo hiểm thì làm sao? Sẽ không an toàn. Chả thấy bố đâu. Ngồi xuống. Bố đứng đi, chị nhìn đi bụng bố chạy. Yeah.